một chiếc xe chở đoàn đi lễ chùa từ Thanh Hóa vào Nghệ An đã bất ngờ đâm vào xe đầu kéo chở xi măng dừng bên đường. Hậu quả vụ tai nạn này làm cho một người chết, hơn 20 người nhập viện cấp cứu vào sáng 16 tháng 3. Sau đây là những hình ảnh tại hiện trường. Khoảng 4 giờ sáng ngày 16 tháng 3, chiếc xe mang biển kiểm soát tỉnh Thanh Hóa chở hơn 20 người chạy trên tuyến quốc lộ 1 đến đoạn qua xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Thanh Hóa thì đâm vào đuôi xe đầu kéo chở xi măng đang đổ bên đường. Ngay sau đó, xe cấp cứu Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An đã nhanh chóng đưa hàng chục nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu, trong đó một nạn nhân đã tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, phần đầu xe khách bị nát bét, hư hỏng nặng sau cú tông mạnh với đuôi xe đầu kéo. Thời điểm xảy ra sự việc, chiếc xe đầu kéo chở xi măng bị hỏng, đang dừng đổ bên đường hướng Bắc Nam trên quốc lộ 1. Thông tin từ các bác sĩ, có một bệnh nhân nặng phải chuyển qua Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Các bệnh nhân còn lại bị đa chấn thương vùng đầu, chân và tay. Một nạn nhân cho biết đoàn có hơn 20 người, xuất phát từ 2 giờ sáng ngày 16 tháng 3, từ thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa vào đi lễ chùa Đền Ông Hoàng Mười ở Nghệ An thì xảy ra tai nạn. Công an huyện Nghi Lộc đã cử cán bộ chiến sĩ tới bệnh viện lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.